Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bằng Kiều khoe ảnh diện đồ đôi với con trai thứ tư nhân ngày Noel. Sau khi công khai con trai thứ tư, Bằng Kiều thường xuyên khoe ảnh chụp cùng nhóc tỳ của mình. Khán giả xuýt xoa trước vẻ ngoài đáng yêu của bé Bentley Bằng Nguyên. Ở tuổi U50, nam ca sĩ hạnh phúc khi được lên chức bố bỉm và vẫn thích diện đồ đôi với con, tất bật chăm bé mọi lúc. Bằng Kiều khoe ảnh diện đồ đôi với quý tử thứ tư nhân ngày Giáng sinh. Con trai nam ca sĩ có vẻ ngoài cực đáng yêu và xinh xắn. Trên trang Facebook cá nhân, Bằng Kiều đã đăng tải bức ảnh chụp cùng con trai thứ tư nhân ngày Giáng sinh. Có thể thấy nam ca sĩ còn diện đồ đôi với tông màu đỏ đồng điệu với quý tử. Cả hai bố con đều vui vẻ chụp ảnh cùng nhau ngay tại góc trang trí Noel trong nhà. Đây cũng là lần hiếm hoi Bằng Kiều lên sóng cùng cậu quý tử thứ tư của mình. Nam ca sĩ viết, chúc Giáng sinh an lành tới mọi nhà. Bằng Kiều yêu thương và cưng chiều quý tử thứ tư hết mực. Hình ảnh đáng yêu lúc bé của con trai Bằng Kiều khi mặc đồ Noel. Làm bố bỉm ở tuổi U50, Bằng Kiều không ngại chăm sóc con mọi lúc. Cách đây không lâu, nam ca sĩ còn bế quý tử theo cùng khi đi diễn tập chương trình âm nhạc cùng với Mạnh Quỳnh, Quang Hà. Dù công việc bận rộn nhưng giọng ca Cơn Mưa Băng Giá vẫn tự tay bế con và cho bé uống sữa. Khi đi diễn, Bằng Kiều bế cả con trai theo cùng và không quên chăm sóc bé. Nam ca sĩ còn đưa nhóc tỳ đi gặp gỡ bạn bè của mình. Trước đó, Bằng Kiều cũng từng khẳng định việc trông con hay thay tả vốn không thể làm khó được anh. Nam ca sĩ tâm sự với truyền thông, tôi vui lắm, sau 10 năm kể từ khi Kenji, con trai thứ ba chào đời, tôi mới lại làm bố nhưng không thấy bỡ ngỡ gì cả. Mấy chuyện bỉm sữa cho con ăn hay trông con không thể làm khó tôi. Tôi thích nhiều con và muốn có thêm nữa, chứ không chỉ dừng lại ở số 4. Bằng Kiều tất bật chăm con khi làm bố bỉm ở tuổi U50. Con trai thứ tư của Bằng Kiều có cuộc sống đủ đầy, được cưng chiều từ bé. Bạn gái Bằng Kiều hiếm hoi xuất hiện trong tiệc thôi nôi của quý tử. Bằng Kiều từng giấu kín về quý tử thứ tư của mình, mãi đến khi bé được 1 tuổi thì nam ca sĩ mới chính thức công khai con. Bé Bằng Nguyên được nhận xét là bản sao của bố vì có vẻ ngoài rất kháu khỉnh, đáng yêu. Cả gia đình đều dành nhiều tình yêu thương, sự cưng chiều cho cậu bé. Bằng Kiều từng giấu kín con trai thứ tư khi bé còn nhỏ, đến khi tròn 1 tuổi bé Bằng Nguyên mới được bố công khai. Mẹ ruột Bằng Kiều bay từ Mỹ về nước để thăm cháu nội, cậu nhóc cũng rất thích quấn quýt bên cạnh bà nội. Con trai Bằng Kiều nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả bởi có vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Nam ca sĩ vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc, hạnh phúc ở tuổi U50 bên bạn gái mới và con trai cưng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.